Ủy ban nhân dân thành phố Giang Nghĩa tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Bon Cây Xoài nhân kỷ niệm 62 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021. 2026 với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giám sát thực hiện nội dung chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trao 100 suất học bổng, 1 triệu đồng, một suất cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt tại xã Đắc Giờ Măng, huyện Đắc Gờ Long. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắc Nông ngày hôm nay, 28 tháng 10. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Sáng nay, 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Nghĩa tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Bon Cây Doài, thôn Đồng Tiến, xã Đắc Nia nhân kỷ niệm 62 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc, Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Với lòng thành kính vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là bộ đội Trường Sơn đã hy sinh anh dũng trong chiến đấu mở đường, bảo vệ tuyến chi viện cho miền Nam, tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ chiến đấu hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc, Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Cách đây 62 năm, Đoàn B-90 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập vào tháng 5 năm 1959 đã thực hiện nhiệm vụ mở đường trên dãy Trường Sơn Hùng Vĩ. Trải qua nhiều gian khổ, hy sinh mất mát, ngày 30 tháng 10 năm 1960, đoàn B-90 bắt liên lạc được với đoàn C-200 của miền Đông Nam Bộ tại địa điểm Bon Cây Xoài, thôn Đồng Tiến, xã Đắc Nia. Giờ phút lịch sử ấy đã nối liền hai vùng chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, khai thông đường chiến lược Bắc Nam huyền thoại. Sáng nay 28 tháng 10, tại thị trấn Ea Tờ Linh, huyện cư rút diễn ra hội nghị giao ban Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh, huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giám sát thực hiện nội dung chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đề dẫn và các tham luận, ý kiến tại hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như những vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân nói chung và hoạt động chất vấn giám sát nói riêng. Kết thúc phiên chất vấn, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, ban hành kết luận cụ thể từng nội dung. Các ban hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi giám sát đến cùng việc triển khai thực hiện các cam kết chất vấn trước hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri. Phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy Giang Nghĩa ngày 28 tháng 10, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn 10 nhấn mạnh. Giang Nghĩa là đô thị trung tâm của tỉnh nên có nhiều tiềm năng, thế mạnh. Do đó, Giang Nghĩa nên tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành để nghiên cứu, bổ sung và quy hoạch sử dụng đất đai nếu thấy cần thiết. Quy hoạch sử dụng đất của thành phố phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch đô thị và bảo đảm được tính khả thi cao. Tôi thống nhất với cả các ý kiến đóng góp cho Giang Nghĩa, đề nghị tư vấn Giang Nghĩa và Giang Nghĩa đồng chí tính toán lại, ngồi cân nhắc một bữa nữa. Thế thì tôi chỉ cố gắng là làm sao làm ngày làm đêm làm gì trước mùng năm chậm nhất là mùng 6 tháng 11 là phải phải gửi về ủy ban rồi. Sáng 28 tháng 10, tại xã Đắc Giờ Măng, huyện Đắc Gờ Long, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức trao 100 suất học bổng, Một triệu đồng, một suất cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt. Toàn bộ học bổng được trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích học tập khá, giỏi học bổng nhằm khích lệ tinh thần học tập, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống của các em học sinh. Chiều 27 tháng 10, cục thuế tỉnh Đắk Nông tổ chức quay thưởng chương trình hóa đơn máy mắn quý 2 và quý 3 năm 2022. Trong quý 2 và quý 3, có hơn 38.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đủ điều kiện tham gia quay thưởng chương trình. Chương trình quay thưởng đã tìm ra được 8 khách hàng trúng giải thưởng hóa đơn may mắn quý 2 và 8 khách hàng trúng thưởng quý 3. Dự kiến, lễ trao thưởng cho khách hàng trúng giải thưởng sẽ được Cục Thuế tỉnh tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại